Xin chào các bạn, hôm nay là cái số podcast đầu tiên của tôi. Các bạn mà lần đầu tiên mà nghe về Dan Fulich, và đặc biệt là các bạn lần đầu tiên mà biết đến kênh YouTube cũng như là cái tên Dan Fulich trên các nền tảng, thì tôi xin giới thiệu sơ về mình. Nói chung là tôi đã từng đánh mất bản thân mình, và tới khi tôi nghiệm lại tôi thấy rằng là tôi cần sống có giá trị. Và đâm ra là cái đợt dịch năm ngoái, cái thời điểm mà tôi không còn kinh doanh được ấy, cái thời điểm mà lockdown hết, rảnh quá là tôi làm TikTok, tôi làm chơi chơi. Và vô tình tôi may mắn tôi được nhiều người biết đến. Thì sau một thời gian dài như vậy thì tôi cảm giác những cái nội dung mà mình chia sẻ và lan tỏa trên TikTok ấy, nó ngắn quá. Thì tôi muốn làm thêm kênh YouTube và mình nói được cái chủ đề nó dài hơn. Cuối này tôi chia sẻ lại cái chặng đường của mình, những cái thất bại, những cái khó khăn và những cái vấp ngã. Và song song đó tôi đưa ra những cái quan điểm cá nhân để các bạn nào thấy nó hay, phù hợp thì các bạn tham khảo cho cuộc đời, cho cuộc sống và cho cái công việc của mình. Chứ nó không hề mang tính là áp đặt hay là nói là các bạn nghe tôi các bạn sẽ thành công, hoặc các bạn nghe tôi các bạn sẽ đúng hay là gì đó, không phải. Cho nên khi các bạn nghe Dan Fulich thì luôn chắc định một điều rằng đó là cái môi trường để các bạn tham khảo thôi và góc nhìn thôi. Các bạn thấy hay thì các bạn xem, các bạn không thấy hay thì các bạn cứ vui vẻ hoan hỷ giúp tôi ha. Thì hôm nay tôi nói về cái chủ đề là cái niềm tin và sự trân trọng. Tại vì thực ra trước khi mà nói cái này, tôi cũng kể các bạn nghe một số cái câu chuyện về tôi. Ví dụ như là trong cuộc sống này các bạn, khi mà các bạn sống mà các bạn cảm giác là các bạn là người nhiệt tình thì các bạn sẽ có rất nhiều đau khổ. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì thực ra khi mà các bạn không nhiệt tình thì các bạn cũng chả có gì đau khổ, các bạn có mất cái gì đâu. Nhưng khi các bạn là người nhiệt tình, các bạn là người tốt, các bạn là người sẵn sàng cho đi, các bạn là người sẵn sàng giúp đỡ, hoặc các bạn sẵn sàng là người lắng nghe, thì đôi lúc các bạn sẽ cảm thấy mũi lòng, cảm thấy thất vọng, hoặc là cảm thấy một cái điều gì đó nó hơi chán chường về những mối quan hệ xung quanh của mình. Tôi hay nói với anh em mình thế này nè, nếu mà chúng ta sống mà gọi là như hạch họ, gọi là sống mà dở ẹt đi, sống bậy bạ, chúng ta không gì để buồn đâu. Nhưng khi chúng ta cố gắng chúng ta sống đẹp, chúng ta cố gắng sống để mà hài lòng người khác, sống để vì cảm xúc người khác, thì điều chúng ta sẽ buồn rất là nhiều. Mà nếu đặc biệt là bản thân chúng ta là những người mà cảm giác chúng ta biết suy nghĩ với người khác, biết làm việc mà biết lắng nghe, hoặc là người tốt bụng đi, thì làm sao để chúng ta thoát ra khỏi cái tư duy này? Chắc hẳn các bạn nghe tới đây nhiều bạn sẽ giống tôi. Có là nhiều khi các bạn làm việc các bạn rất hết mình, các bạn yêu các bạn rất hết mình, các bạn chơi các bạn cũng chơi rất hết mình, các bạn sống các bạn cũng sống rất hết mình. Vì tuổi trẻ mà các bạn, tuổi trẻ không biết các quốc gia khác làm sao, nhưng mà thực sự tôi cảm nhận được rằng là cái người trẻ Việt Nam của mình là rất là nhiệt thành, có là chơi hết, có là yêu hết, có là uống hết, kiểu vậy đó. Đâm ra là nhiều khi chúng ta rất, nói thẳng thắn như này, rất dễ bị lợi dụng. Vậy giờ làm sao để chúng ta có thể có một cái nguyên tắc nào đó để chúng ta có thể sống một cuộc đời lạc quan mà chúng ta vẫn là người tốt nha. Không lẽ nghe tới đây kêu ủa vậy tính ra là tôi làm người tốt vậy, không đúng các bạn. Hoặc là hóa ra tôi nhiệt thành là không đúng các bạn. Không phải các bạn. Sau một thời gian mà tôi cảm giác tôi mình bị lợi dụng nhiều các bạn. Tại vì tôi thực sự luôn, tôi tự tin tôi là một người đàng hoàng, người tốt và sống nhiệt thành trong tất cả mối quan hệ. Ngày xưa tôi yêu cũng vậy các bạn. Tôi yêu tôi hết mình rồi các bạn. Tôi không có suy nghĩ nhiều đâu. Tôi nghĩ đơn giản là gì? Mình cứ hết mình thì người ta sẽ đối xử tốt với mình. Nhưng không đúng các bạn. Ừ, nó hên xui lắm các bạn ơi. Một trong công việc cũng vậy. Cứ suy nghĩ là gì? Mình cứ hết mình với nhân sự, mình cứ quyền lợi đãi ngộ tốt nhất đi thì nhân sự sẽ đối xử tốt với mình. Nhưng mà nó hên xui lắm các bạn. Một trong cái mối quan hệ cũng vậy, mình nghĩ là gì? Anh em cứ hết mình với họ đi thì họ sẽ đối xử tốt với mình. Hoặc đôi lúc gì? Mượn tiền thoải mái nhiệt tình giúp đỡ hết mình, kiểu vậy. Hoặc khi bạn làm doanh nghiệp cũng vậy, bạn cứ hết mình với nhân viên, cứ cho đi hết mình nhân viên. Nhưng chắc bạn nhận là đúng không? Chắc chắn các bạn tới đây là nhiều bạn sẽ đồng cảm với tôi đó. Tại vì hầu như thực sự chúng ta 90% chúng ta đều là người tốt, đều là người đã từng cho đi và đều đã từng là làm một thứ gì đó và cảm giác ai đó đang lợi dụng mình. Thì giờ làm sao chúng ta thoát khỏi suy nghĩ này? Thì nó hai từ khóa đó các bạn: niềm tin và sự trân trọng. Tất cả mối quan hệ trên cuộc đời này các bạn, các bạn thử ngẫm xem. Tôi sẽ chơi với bạn khi tôi có niềm tin đó các bạn. Anh sẽ yêu em khi anh có niềm tin em. Nhân sự làm việc với nhau cũng vậy, đối tác làm việc với nhau vậy. Tôi sẽ làm việc với bạn khi tôi có niềm tin đó các bạn. Vậy khi nào tôi hết yêu em? Khi nào tôi hết yêu anh? Khi nào tôi hết làm việc với anh? Khi nào tôi hết chơi với anh? Khi tôi hết tin anh được. Tôi cảm giác tôi bị lừa dối nhiều quá. Thì đầu tiên để chúng ta thoát khỏi cái tư duy này, đầu tiên đó là cái niềm tin của bạn. Chúng ta chỉ nên tốt bụng và chúng ta chỉ nên hết mình với những người chúng ta cảm giác họ có sự trung thực. Nếu không có sự trung thực, tôi hãy dùng từ là gì? Next. Một ngày chúng ta chỉ có 24 tiếng thôi. Tất cả chúng ta chỉ có 24 tiếng thôi. Tại sao có những người họ sống rất là ý nghĩa, có những người chúng ta sống lại mất nhiều thời gian như vậy? Không phải hơn nhau vào cái kiến thức, hơn nhau vào cái việc là ai giỏi hơn ai, mà vì cái việc là sự lựa chọn đó các bạn. Tôi sẽ làm những thứ nào đó tôi có niềm tin là tôi sẽ chiến thắng. Tôi sẽ làm một thứ gì đó tôi có niềm tin là nó tạo ra giá trị. Và tôi sẽ làm một thứ gì đó mà tôi cảm giác là có niềm tin là nó phù hợp với tôi. Hoặc tôi sẽ yêu ai đó mà tôi cảm giác là cái người này mình tin tưởng được, hoặc họ tin tưởng mình. Hoặc có niềm tin là chúng ta sẽ
đến một cái nơi nào đó nó tuyệt vời hơn. Hoặc công việc cũng vậy, tất cả mọi mối quan hệ cũng vậy, anh em hay là bạn bè cũng vậy. Khi mà đã không có niềm tin, mọi thứ chấm hết. Mà khi đã có niềm tin, nó sẽ tiếp tục duy trì. Thì đâm ra cái quan điểm đầu tiên của tôi về cái việc này là chúng ta hãy dành và sự nhiệt thành của mình dành cho những người chúng ta có niềm tin. Và hết dành sự nhiệt thành khi hết niềm tin. Và chúng ta chấp nhận buông bỏ rồi. Các bạn hình dung ý được không? Cái thời điểm mà ngày xưa cái lúc tôi khởi nghiệp tôi rất là cô đơn các bạn. Tôi cô đơn lắm. Có nghĩa là tôi chỉ có tôi với người yêu của tôi thôi. Tôi chỉ lo tôi làm thôi. Tôi cắm đầu tôi làm, tôi không có quan hệ, tôi không có xã giao, tôi không có đi chơi đi bời hết trơn các bạn. Mà tôi ước mơ là gì? Sẽ có một ngày mình hết sự cô đơn này, xung quanh mình rất là nhiều người bạn bè. Cho tới khi tôi kiếm được tiền, tôi có được thu nhập, tôi có tài sản, gọi là mình hơi bóng bẩy xíu đi, gọi là mình hơi có vẻ hào quang xíu đi các bạn ha. Nói chung tôi nói đây không phải là tôi khoe các bạn, nhưng tôi đang kể một câu chuyện. Thực ra cái đó nó cũng không phải vấn đề quan trọng đâu. Thì đại khái tôi suy nghĩ là gì? Sẽ một điểm mà khi mà tôi có rất nhiều người bao xung quanh mình, nhiều người ngưỡng mộ mình, nhiều người chơi với mình, nhiều người muốn kết giao với mình, và nhiều người họ muốn làm bạn với mình, và nhiều người họ sẽ tôn vinh mình kiểu vậy. Và đã có một thời điểm tôi như vậy thật sự các bạn. Tôi cũng giác nhiều lần cũng kiểu là mình quá nhiều mối quan hệ tuyệt vời luôn các bạn. Nhưng sau khi đó một thời gian rồi tôi trải nghiệm, tôi thấy là gì? Không, họ đến với mình không phải bằng cái sự chân thật thật sự các bạn. Và họ đến với mình không phải là vì cái giá trị cốt lõi của mình. Và họ đến với mình vì gì? Vì thứ họ cần thôi. Và thế là tôi cứ nhậu nhẹt, tôi gặp gỡ thế này thế nọ. Nhưng mà sau một thời gian tôi cảm nhận này, những giá trị nó không có một cái sự tin tưởng nữa. Những cái mối quan hệ nó không mang lại bất cứ một cái điều gì hết. Thì tôi nói cái ý để làm cái gì vậy? Là khi các bạn biết chọn lọc cái mối quan hệ, các bạn chọn lọc cái nơi của bạn đặt cái sự nhiệt thành của mình vào bằng cái niềm tin ấy, thì bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho mình. Bạn tiết kiệm được rất nhiều cái chi phí cơ hội cho mình. Và bạn tiết kiệm rất nhiều cái năng lượng cho mình. Sẽ ra sao nếu bạn đặt niềm tin với một người mà sẽ khiến bạn thất vọng? Bạn nản không? Bạn chán không? Bạn muốn bỏ cuộc không? Bạn nhiều khi có những thời điểm bạn mất lòng tin vào con người chưa? Tôi đã từng rồi các bạn. Mình mất lòng tin vào con người luôn các bạn. Mình cảm giác đi đâu mình cũng bị lợi dụng hết. Nhưng mà cho tới khi mình hiểu được cái nguyên tắc này, có nghĩa mình đã dành thời gian cho những người mình có thể tin tưởng được thôi. Thì cái đó bạn sẽ cảm giác gì? Nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều các bạn. Tất cả mọi mối quan hệ luôn các bạn nha. Chứ mà ngày hôm nay tôi nói là câu chuyện là giữa bạn bè hay xã giao đâu các bạn. Rất nhiều người xung quanh các bạn sẽ là như vậy. Nhưng mà có một cái nữa này tôi muốn chia sẻ các bạn. Nó có một vấn đề nữa. Nhiều khi họ làm cho bạn không tin là không phải vì họ đâu các bạn, mà vì chính bản thân bạn luôn. Nhiều khi tôi mất niềm tin ở nhân sự hoặc là bạn bè của tôi vì chính bản thân tôi. Vì tôi nhiệt thành với họ quá, vì tôi sợ lỡ với họ quá, và vì nhiều khi là mình giỡn với họ nhiều quá các bạn, đùa giỡn với họ nhiều quá. Ví dụ như bạn giỡn với nhân viên nhiều quá thì nhân viên sẽ coi bạn như là đồng nghiệp đó các bạn. Hoặc là bạn giỡn với lại các em của bạn nhiều quá, nó coi như bạn bè luôn. Nó mất một cái khoảng cách gọi là sự tôn trọng. Hoặc là bạn sau đó bạn cho người ta cái cơ hội để người ta qua mặt của bạn, ví dụ vậy. Thì mà chính cái điều đó cũng làm mất lòng tin, và chính cái mất lòng tin đó nó sẽ kéo theo cái hệ lụy gì? Chúng ta hết chơi với nhau. Cho nên các bạn cũng cân nhắc giùm tôi cái điểm này. Rồi quay lại tiếp cái chuyện là cái sự trân trọng. Cái sự trân trọng. Theo các bạn, những mối quan hệ nào các bạn nên chơi? Và những mối quan hệ nào các bạn nên dành thời gian? Và những mối quan hệ nào, hoặc là những việc nào các bạn nên làm? Ngắn gọn, những thứ đó đáng trân trọng như vậy. Bạn trân trọng họ, bạn trân trọng nó, và họ và nó cũng trân trọng bạn. Thì đó là những cái bạn nên làm. Thực ra cái lý thuyết mà hôm nay tôi muốn nói các bạn, nó không phải là một cái gì nó quá cao siêu đâu, nó đơn giản. Nhưng mà nó khó làm. Tại bản chất chúng ta, hầu như người Việt Nam của mình là người rất là nhiệt thành và người rất là nhiệt tình. Nếu bạn nắm được yếu tố này, cuộc sống của chúng ta nó sẽ lựa chọn đúng nhiều hơn, làm được nhiều thứ ý nghĩa hơn, sống cuộc đời nó lạc quan, nó tươi đẹp hơn, và nó trân trọng từng khoảnh khắc hơn. Tại vì sao? Vì đơn giản chúng ta đang focus và tập trung cái thời gian, cái năng lượng của mình vào gì? Những thứ xứng đáng, những người xứng đáng, những công việc xứng đáng. Và những cái thứ là gì? Là những thứ họ tin tưởng được ta và ta tin tưởng được họ, những thứ trung thực của chúng ta và những thứ trân trọng chúng ta. Còn lại, next. Thì các bạn thử nghĩ đi, một ngày tôi có 24 tiếng và bạn cũng vậy. Vậy tại sao chúng ta có nhiều thời gian để làm những việc chúng ta thích? Vì đơn giản chúng ta đang làm những việc chúng ta cảm giác được đáng trân trọng. Và những việc chúng ta cảm giác gì? Có niềm tin ở đó. Còn những việc khác chúng ta cho next rồi. Còn tại sao có những người rất là luống cuống ngoài này nọ, và có những mối quan hệ chúng ta cứ chơi đi chơi lại? Có những mối quan hệ chúng ta chơi rất là ok, rất là tuyệt vời này nọ, họ nói rất là hay. Nhưng tới khi đụng chuyện, tới khi gặp vấn đề, thì ai sẽ là người ở bên chúng ta các bạn? Có bao giờ các bạn đặt câu hỏi không? 100 thằng bạn của tao, thì bao nhiêu thằng sẽ xuất hiện khi tao gặp vấn đề? Bao nhiêu người yêu đó, thì bao nhiêu người sẽ ở lại với chúng ta?
đúng không? Nhiều khi các anh em hoặc là một số anh em mới khởi nghiệp, anh em mới ra đời, các bạn có suy nghĩ gì? Các bạn có nhiều bồ là các bạn tốt. Ngày xưa tôi nhớ một hồi điểm, tôi có một những người bạn họ hay kể về cái chiến tích của họ khi họ bắt cá hai ba tay, các bạn, họ cảm giác họ nhiều người yêu ấy. Nhưng nhiều khi tôi đặt câu hỏi, cái lúc mày bệnh mà nằm xuống thật sự thì ai sẽ là người chăm sóc cho mày? Có chắc là những em đó hay không? Thật sự ấy, đó là mình đang nói về tình yêu nhé. Còn về bạn bè nữa cũng vậy. Có những thời điểm tôi cũng tự hào về những mối quan hệ của mình, hoặc là những người bạn của tôi họ kể về những mối quan hệ của họ. À, tôi anh quen thế này, anh quen thế nọ, anh quen thế kia. Nhưng liệu khi anh đụng chuyện, hoặc như, ví dụ như tôi, khi tôi đụng chuyện thì bao nhiêu người sẽ sẵn sàng đứng ra để cùng đồng hành với tôi và an ủi và cùng động viên tôi? Khó lắm các bạn. Có gì chúng ta đặt câu hỏi như vậy không các bạn? Nhiều khi ấy, chúng ta ra ngoài kia chúng ta rất là nhiệt tình, chúng ta chơi bời, chúng ta xã giao, chúng ta thế này thế nọ với xã hội ngoài kia rất là dữ dội. Nhưng đã bao giờ các bạn suy nghĩ là gì? Khi bạn bệnh mà nằm xuống thì ai sẽ là người bên bạn? Khi bạn sa cơ thất thế, khi bạn không còn cái tiếng tăm, không còn cái thu nhập hay không còn cái gì ở xung quanh các bạn hào quang, thì ai sẽ ở bên các bạn? Đã bao giờ chúng ta đặt câu hỏi như vậy chưa? Cho nên đặt câu hỏi, nhiều mối quan hệ để làm cái gì? Và ngày xưa tôi cũng đặt câu hỏi là nhiều mối quan hệ để có thể giúp ích được mình trong công việc. Không các bạn ơi, tôi đã từng nghĩ như vậy và tôi cũng trải nghiệm luôn rồi. Và tôi thẩm định xung quanh mình rồi, nhiều anh em của mình hoặc là nhiều cái mối quan hệ của mình, khi đụng chuyện á, cái người giải quyết được nhất cho chính bạn lại chỉ là bạn nữa các bạn. Tôi đã nghe rất nhiều lời tư vấn, nhiều lời động viên, nhưng nó chỉ là cái góc nhìn tham khảo thôi các bạn. Cái người quyết định chính cuộc đời của mình chính là mình. Và khi bạn càng kỳ vọng ở những mối quan hệ, bạn càng kỳ vọng ở những mối quan hệ mà nó không đáng tin tưởng, mà không đáng trân trọng, thì bạn lại càng thất vọng. Bạn càng buồn, bạn càng chán nản, và bạn càng cảm giác nó rơi vào bế tắc các bạn. Và nhiều khi chúng ta stress luôn các bạn, chúng ta cảm giác chúng ta không còn tin tưởng con người. Nhưng mà khi bắt đầu tôi ra cái công thức này, tôi ra cái nguyên tắc này cho chính bản thân mình, tôi cảm giác là nó rất là enjoy, rất là easy. Cứ là những mối quan hệ nào tôi cảm giác là nó không tới như vậy á, thì đối với tôi nó là xã giao. Tôi vẫn tôn trọng họ, tôi vẫn trân trọng họ, nhưng mà để tôi dành thời gian thì hơi khó. Tôi chỉ tập trung vào những mối quan hệ tôi cảm giác tôi có niềm tin, tôi tin tưởng được, và họ có sự trân trọng cực kỳ cao với tôi. Chúng ta là duy nhất các bạn. Bạn là duy nhất, tôi là duy nhất, tất cả chúng ta đều có giá trị hết. Nhiều khi các bạn đừng kêu là em phải ngồi em nói được như anh Dan, em phải ngồi em văn vở được như anh Dan, đúng không? Em phải đạo lý như anh Dan thì em mới được đáng được trân trọng, không phải các bạn. Sorry, tất cả chúng ta đều có những cái giá trị thực sự của mỗi con người chúng ta. Ví dụ như các bạn đang edit video này, tôi là Tùng Kèn. Tùng là một bạn sinh viên đó các bạn, sinh viên thật sự. Sinh viên sinh năm 2001, nhưng mà tôi rất thích bạn này làm việc của tôi. Mặc dù có nhiều bạn media rất là giỏi, sinh năm 9 mấy, 8 mấy luôn, nhưng mà thực sự Tùng là làm việc rất là hiệu quả với tôi. Và có thể với nhiều người khác Tùng không có giá trị, nhưng đối với tôi Tùng là một bạn cực kỳ có giá trị. Các bạn nhung mà, ví dụ như bạn hiện tại đang làm trưởng phòng marketing của tôi cũng vậy. Có thể ra ngoài kia bạn là một nhân sự bình thường thôi, nhưng đối với tôi là một nhân sự cực kỳ giá trị, tại bạn đã đồng hành với tôi 6 năm rồi. Có là tất cả chúng ta đều có giá trị với một ai đó, đâm ra chúng ta là duy nhất, và chúng ta được quyền lựa chọn mối quan hệ để chúng ta chơi, và chúng ta được quyền lựa chọn mối quan hệ để chúng ta yêu, và chúng ta được quyền lựa chọn cơ hội tất cả mọi thứ mà chúng ta thích. Không ai ép buộc chúng ta cả. Cuộc đời là do tất cả chúng ta. Và chính khi bạn tự chủ như vậy thì cuộc đời bạn mới làm chủ được, bớt đau khổ, bớt buồn được, mới an nhiên được các bạn. Thực ra các bạn, nhiều khi các bạn nghe tới đây, nhiều bạn mà cảm giác mà các bạn chưa biết tôi ấy. Các bạn biết tôi rồi thì các bạn sẽ có cái nhìn rất là thoải mái và đang phù lịch. Là cái cách nói chuyện của tôi nó rất là thực tế. Có nghĩa tôi không nói chuyện tích cực, tôi là người sống là tích cực, nhưng mà tôi nói chuyện thực tế. Có nghĩa là cái gì mà tôi cảm giác nó có vấn đề tôi sẽ nói, chứ tôi không có giấu. Có nghĩa là tôi không phải là một con người mà nói hoàn hảo hóa. Có nghĩa là tôi có thể làm được câu chuyện đó, nhưng mà tôi sống thật các bạn. Có nghĩa là tôi nói những cái thứ nào mà nó đang xảy ra thực trạng xã hội, trong những mối quan hệ của chúng ta, trong những cái có thể tối được cuộc đời các bạn. Chứ mà tôi nói là em, các bạn phải làm cái này, làm cái này để cuộc sống các bạn tốt đẹp hơn. Nhưng mà còn những cái khác nữa mà. Tại vì thực sự tôi trải qua nhiều các bạn. Trải qua nhiều cái mối quan hệ và nhiều cái đổ vỡ trong công việc. Thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cái này, nó có hai mục tiêu. Thứ nhất là nó giúp cho bạn chọn lọc được mối quan hệ tốt hơn, giúp cho bạn đỡ buồn hơn, đỡ âu và loát cái suy nghĩ của mình hơn. Tại vì thực ra cuộc sống chúng ta cơm áo gạo tiền, gia đình, những điều chúng ta yêu thích, những điều chúng ta yêu quý là nó hết một ngày rồi các bạn. Tôi nói thật sự, mà chúng ta lại dành quá nhiều thời gian suy nghĩ vào cái sự mất niềm tin, cái sự không được tôn trọng, cái sự này sự nọ, nó mệt lắm các bạn. Cho nên những thứ gì khiến bạn không tin tưởng được, những thứ gì khiến bạn cảm giác bạn không được tôn trọng, next, hãy chọn những cái khác nó phù hợp và nó tuyệt vời hơn. Vì chúng ta là duy nhất,
và chúng ta đáng được như vậy. Thế luôn các bạn. Thì hôm nay đây là cái podcast đầu tiên của tôi và tôi muốn chia sẻ với các bạn những nội dung như vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.